tiêu chí của em bây giờ bạn gái á là phải tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màng. Mời bạn nam. Ôi ôi, anh Linh. Gì mà ghê vậy? Chào. Mời bạn nữ. Ồ, lớn lên nha mọi người. Thôi, giới thiệu về mình đi bạn. À, em tên Cao Huy Hoài Mộng. Ủa, đàn ông tên Mộng hả? Trời ơi. Đàn ông tên Mộng bình thường chị. Mộng mới chị, Hoài, rồi, Hoài Bảo chị. Bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm việc gì? Em nay được 32 tuổi chị. Em đang học theo lớp trang điểm nail. Trang điểm? Tóc. Quê bạn ở đâu? Em ở Hòa Công. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Tên đầy đủ của em là Châu Ngọc Thảo, 25 tuổi. Em là nhân viên BG, tư vấn bán hàng. Và em có kinh doanh thêm nước hoa ở trên mạng. Cũng có một chút gốc gác ở dưới Gò Công. Ồ vậy hả? Dạ, Dàm Láng luôn. Bạn ở Dàm Láng gần biển không? Không, mình không ở Dàm Láng, mà mình ở Sài Gòn. Nhưng mà mẹ của mình hồi xưa cũng có ở dưới Dàm Láng. Anh em đi mình gì đây? Mình là vợ chồng mới kêu bằng mình đó. Thế em có thích làm tóc, làm nail, trang điểm được không? Cái đó là hình như là cái đam mê của em á anh. Em cũng đang có một dự định là em sẽ học nail thêm á. Chắc đó là lý do tại sao anh học nail đấy. Vậy có lấy phí không anh? Để coi thế nào đó. Ủa sao mà coi là coi cái gì? Nếu mà là bạn bè thì chắc giảm 50%. Còn nếu mà xa hơn nữa thì là trả tiền lại nữa. Câu sau vớt lại chút chứ nghe câu đầu hơi dừng chút xíu. Hoài Mộng, rồi Hoài Mộng đi học làm trang điểm nữa. Có ai nghi ngờ Hoài Mộng gì không? Hay dạ. Không, cái này là cũng một cái lý do để mà FA tới giờ. Tiêu chí của em bây giờ là đặt ra phải là bạn gái á, là phải tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình. Nhưng làm sao để ta tin trong khi mình tên Hoài Mộng đi học làm trang điểm? Cái lý do học trang điểm là trước kia em cũng đi làm à. Làm đây làm đó là cái giờ muốn mở một cái gì đó riêng mình. Nhưng mà em thấy cái nail ở nước ngoài nó hay. Mình học mình về áp dụng cho ở Việt Nam có một cuộc sống ổn định. Anh hỏi để cho bạn gái bên kia hiểu thêm thôi. Rồi bạn nữ, bạn giới thiệu về mình đi. Ưu điểm của em á, thì em rất là vui vẻ, rất là hoạt bát với mọi người. Em có cái tật xấu á, là em nóng tính lắm. Có thể mà cái gì ở trước mặt em là em có thể quăng đi luôn. Chén ly gì nó bay thì em không biết. Sao gái lúc này nóng dữ vậy ta? Đồ trang điểm mua mắc tiền lắm á. Không, đồ trang điểm em cũng đam mê lắm chị. Trời ơi, mà dám đâu. Chỉ có cái nóng tính thôi. Dạ, nóng tính. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình chị. Em yêu hơi sớm tí, năm 16 tuổi. Cái tính của em thì thích một người đàn ông chững chạc, phải có cái suy nghĩ chín chắn. Giống như là cái tính hay ghen ấy thì em cũng không thích lắm. Anh bên này là cũng lớn hơn em đó. Tuổi này chị thấy hợp rồi đó. Xưa giờ Mộng được mấy mối tình rồi Mộng? 4 mối tình rồi chị. Nhưng lý do sao mình chia tay? Tại về tính chất công việc của anh, của em á, thì em hay đi nước ngoài làm. Đi nước ngoài làm gì? Trang điểm á hả? Dạ không, trước á em làm bên quản lý nhà hàng khách sạn. Cũng làm bên Shin, bên Canada, bên Mỹ. Mộng, anh hỏi thiệt Mộng nha. Có ai nghi ngờ giới tính em không? Trời, sao nãy giờ ông Mai ông cứ hỏi cái vụ này hoài, tôi nghi ngờ bây giờ quá vậy Mai trời. Phải rõ cái coi này. Cái coi. Chào chị, chịu nghi không? Chị đang quan sát chút nè. Cũng có một số người hỏi. Nhưng mà em thì cứng. Sao chị cứng mà nghe nó không cứng vậy? Cứng cái gì? Đứng lên coi. Cứng hết. Không, cứng hết. Coi cứng không? Trời, cứng lắm, không gọng rách áo. Cứng lắm. Cứng không? Hôn phụ nữ lần cuối cùng cách đây bao lâu? Chắc cũng khoảng 4 tháng. Rồi thôi Mộng ngồi đi Mộng. Mộng cũng đừng buồn tụi anh, bởi vì tụi anh làm cái nghề mai mối này tụi anh phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đẹp trai quá trời nè. Đẹp trai, đẹp trai quá đi nghi đó. Thì bởi vậy anh về mình ta còn nói anh bóng. Nhưng mà nó thôi giờ mình tạm tin nha. Để hồi bên kia kiểm tra rồi. Đúng rồi, bây giờ 32 tuổi. Mình đã tính tới chuyện kết hôn chưa? Cái khổ nhất của em là mỗi lần về nhà mẹ cứ ăn cơm mẹ nói thôi mày lấy vợ đi, để hàng xóm nói mày bị đê. Mẹ còn vậy. Thấy chưa? Nói chứ mẹ còn nói mà. Đó là lý do tại sao mà ế. Không, anh tin rồi đó. Anh tin em là cứng hả? Tin em cái kia. Anh tin em cứng. Mà nó nghe nè, đi nước ngoài nhiều, làm việc nhiều, va chạm cuộc sống nhiều rồi thì mình đã chuẩn bị cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Thì em cũng đang định học xong rồi em mở cái salon cho mình. Ổn, ổn. Ổn phải không? Ổn. Rồi hoa này biết hoa gì không? Hoa chị. Đúng rồi. Cái gió cái gì đâu đi chị lá coi. Thơ. Cái này á, không hẳn là lá thơ. Là cái gì? Cái này nếu mà không hợp á thì nó là gốc thiệp, còn nếu mà có nợ á thì em sẽ mở ra và đọc bên trong. Để anh đem qua kia đọc cho. Để lấy tình cảm được ha. Nhưng mà anh hay thêm. Đừng có thêm nghe, đọc đúng sự thật của người ta, đừng có gì mà hàng nhà trai mà không. Tại nãy giờ em có bỏ cho nghe anh cứ nói hoài em phải lo quá. Không, bởi vì anh cũng phải thương bạn nữ bên kia, rủ anh làm mai nhầm sao? Thôi qua đây đọc đi. Ô, chào cô gái. Chào chú. Dễ thương quá.
một chàng trai rất đẹp trai. Cứng không chú? Cứng, cứng chắc. Chú là kiểm tra sơ rồi, chú tin chắc rồi đó. Còn chú con kiểm tra với cái giác quan con thì tùy con ha. Bây giờ đọc lấy tình cảm trước nè, ấn tượng trước nè nha. Dạ. Đơn xin yêu. Anh đọc xong rồi anh đưa cho em coi. Hết hồn. Kính gửi ban tổ chức chương trình, bạn muốn hẹn hò đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Rồi. Cùng toàn thể quý khán giả, tôi tên Cao Huy Hoài Mộng. Nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò với cô chấm 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 cô đó. Dạ. Nếu may mắn tôi được em chấp nhận thì tôi nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò. Ghê vậy? Yêu sách luôn hả? Yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông Tơ, bà Nguyệt. Đệ đơn chứ. Cao Huy Hoài Mộng đồng đơn. Chưa có tự ký. Có đồng đơn. À. Nếu hồi được em ký vô nha. Giữ luôn đi rồi hồi ký. Dạ. Bây giờ có. Đẹp quá chị. Chị rất là xúc động lắm đó. Thật không biết sự em sao á. Cái này rõ ràng là người ta muốn tiến tới một điều xa hơn luôn. Bây giờ nè, con nói chú nghe, con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích đàn ông ghen. Tại vì cái tính chất công việc của con á, thường hay đi công tác, đi tỉnh á. Con không thích những người mà ghen bóng ghen gió. À, thật sự khi là yêu rồi đó, ai yêu ai cũng ghen hết á. Không yêu thì đâu ghen. Nhưng mà đúng thì không có ghen. Đúng. Rồi, còn gì không thích nó nói luôn. Con không thích bạn trai là ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không vậy? À, 2 năm trước thì có ăn nhưng mà giờ bỏ lâu rồi chị. Ờ, bỏ luôn nha. Dạ luôn. Tại vì con yêu chó lắm. Yêu chó? Dạ. Có yêu chồng không? Chồng là phải yêu. Có nhiều người đó về ôm con chó không có ôm chồng. Dạ ôm cả hai. Hai đứa hai bên. Dạ đúng rồi. Rồi vậy cũng như xong vậy, ngang bằng nhau rồi. Gì nữa? Vì con hơi thấp á, con muốn một người nào đó được. Cao. Chú bảo đảm luôn, giống tốt. Chị. Chú quên. Cái đó anh đừng có nói bậy, anh chịu trách nhiệm á. Trách nhiệm. Chú đảm bảo rồi đó, cô gái của cũng em rất dễ thương. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Dạ hôm nay em đi tới với mẹ. Dạ chào cô. Tôi cũng xin chào chương trình và Huyền Linh với cô Cát Tường. Thì mẹ thấy cậu này thì cũng lịch sự thì mẹ cũng đồng ý. Được đấy. Cô cũng có nói là em nó thì cái tánh không có được dịu dàng lắm, coi như là không có tỉ mỉ á. Không được, được cái là con bù lại, con dịu dàng, con tỉ mỉ. Được. Thì được chưa bác? Chuẩn dư tánh. Nếu mà tính tình thì con thuộc mẫu người chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Bác cũng nói rất là chân thành đấy ha. Hy vọng rằng mình sẽ hỗ trợ, bổ trợ cho nhau ha. Rồi. Hôm nay Mộng đi với ai? Em đi với hai người bạn. Xin chào anh Quyền Linh, cũng như là chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Em là đồng nghiệp của Mộng. Công việc của em di chuyển đi chăm sóc hàng rất là nhiều. Có khi là trong một tuần mà em phải bay tới 3 quốc gia. Cái khoảng cách yêu xa thì nó luôn luôn là nó gặp những cái rắc trở mà. Chính vậy mà Mộng quyết định là về Việt Nam. Dạ, rẽ theo một cái hướng mà em thấy cũng hơi lạ. À là em đồng nghiệp là đồng nghiệp cái vụ mà đi là quản lý thôi chứ không phải là đồng nghiệp vụ làm neo đúng không? Đó là cái điều mà Mộng muốn về đây, muốn có cái việc gì đó ổn định hơn. Về bạn gái bên đây thì riêng Thắng thì Thắng thấy là rất là ok. Thì hai người sẽ có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn Thắng. Cảm ơn bạn. Giờ thì quyền quyết định của hai bạn. Nhưng trước khi anh kéo màn lên, anh hỏi Mộng rằng em mong muốn người bạn đời của mình như thế nào? Thích một người hiền lành một tí, tóc dài, đặc biệt là tóc dài. Dài đúng có không? Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích phụ nữ hay tụ tập ăn chơi. Không, cô này rất giỏi kinh doanh làm ăn mà. Thôi được rồi, để cho hai bạn gặp nhau trực tiếp nói chuyện đi. Chứ cặp đôi này là ông Mai bà mối chịu rồi đó. Kéo màn. Nào, chúng ta hãy gặp nhau đi. Chào em. Dạ, em chào anh. Trời ơi, gì vậy? Anh tặng đi cho chị. Trời ơi, cảm ơn em làm bất ngờ quá. Có một cái món quà anh nghĩ là nó sẽ hợp với em hơn. Trời ơi, anh này anh hấp dẫn quá em ơi. Trời ơi. Xuất sắc. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy anh thế nào? Hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự đi. Em rất thích cái tấm thiệp của anh. Em thích ở ngoài hay bên trong? Dạ, cả hai. Em có kiểm tra một cái gì? Dạ nha. Đừng có để nói chứ đừng để bên ngoài lấn áp bên trong nha. Phải hết sức tỉnh táo. Bây giờ muốn test cái gì? Em thì em thấy được rồi, không cần test. Trời, tôi thích cái cặp đôi này dễ sợ luôn vậy đó. Tại vì em đến với chương trình thì cũng tìm một người để tiến tới hôn nhân. Mình đến ở đây mình gặp nha, chương trình này á, khi mà anh quyết định ở đây á thì anh nghĩ đó là cái duyên. Nhưng mà em khi mà tiến tới xa hơn một tí á, thì em mẹ như mẹ em nói thì em không phải là một người tỉ mỉ. Nếu như mà có cái tính gì xấu thì anh có thể chấp nhận được không? Em có một tính không, cũng không gọi là xấu nhưng mà em hay nhõng nhẽo, em rất là thích nhõng nhẽo với người yêu của mình. Thì đó là chuyện hiển nhiên. Thật sự tính anh cũng nóng, anh nặng quả. Khi mà cưới vợ mà vợ nói chuyện nhỏ nhẹ, cho dù mình nóng mình cũng giảm bớt được phần nào. Anh thích ở cái chất giọng của em và cái mái tóc của em. Dạ. Còn bạn gái thấy sao? Con thì thấy anh trai này thì hợp với tính của con. Thôi chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Có mẹ ngồi dưới, có bạn bè thân ngồi dưới. Chuẩn bị. 1
2 3 hết thời gian. Rồi, mời em. Khoan.